Nhìn chung là kết quả năm nay làm việc cũng được đấy. Em chỉ lỡ đùa. Dạ thưa sếp, về chuyện thưởng cuối năm ý ạ, bọn em chỉ được thưởng giấy vệ sinh thôi ạ. Sếp có giỏi đến mấy mà nhân viên dốt nát ấy thì có kế hoạch rời cũng hỏng, hiểu chưa? Sếp bảo là để tiết kiệm vốn đầu tư cho công ty, cho nên năm nay thưởng bằng sản phẩm. Thì đúng, nhưng mà vẫn có chả liên quan gì cả. Đi làm đúng giờ á? Không biết nhìn đồng hồ đấy, muộn 2 phút rồi, tháng này trừ lương. Thế á, nộp phạt cũng được. Bọn tôi ấy, thà bị nộp phạt còn hơn ý, là làm việc ở cái công ty bị chị bóc lột sức lao động một cách quá đáng như này. Vào đi. Em gửi chị báo cáo cuối năm. Nhìn chung là kết quả năm nay làm việc cũng được đấy. Thì Tết này bọn em ấm rồi, tiền thưởng tha hồ. Xin lỗi ạ. Tiền vốn là tôi bỏ ra, kế hoạch kinh doanh là do tôi chỉ đạo. Các cô cậu làm cái gì mà chưa chi đòi thưởng rồi? Em chỉ lỡ đùa thôi. Tôi bằng vai phải lứa với cô ấy mà đùa. Em xin lỗi chủ tịch. Ra ngoài làm việc đi. Đến cuối năm y rằng phải chi một đống tiền cho bọn nhân viên. Ôi, không thể tin được, đây là quà Tết của công ty mình cơ đấy. Không có một đồng tiền thưởng nào luôn. Rõ ràng đây là đống hàng tồn giữa năm mà. Nhất tí nữa. Vãi. Làm sao? Có chuyện gì à? Em chào sếp ạ. Các cô có ý kiến gì? Dạ thưa sếp, về chuyện thưởng cuối năm ý ạ, bọn em chỉ được thưởng giấy vệ sinh thôi ạ. Ừ, thì bây giờ không thưởng tiền mặt nữa. Bây giờ tôi thưởng bằng sản phẩm công ty thì làm sao? Như thế này thì bọn em sắm Tết kiểu gì ạ? Bây giờ tôi phải lo cái chuyện sắm Tết của nhà các cô nữa. Nhưng mà... Này, các cô các cậu ấy làm ăn không cẩn thận, để tồn kho một đống hàng như này, tôi không trách mắng thì thôi. Bây giờ ý kiến ý cò cái gì à? Dạ thưa sếp, thì bọn em cũng chỉ làm theo chỉ định của chủ tịch thôi mà. Bây giờ cô định đổ lỗi cho tôi nữa hả? Dạ không ạ. Sếp có giỏi đến mấy mà nhân viên dốt nát ấy thì có kế hoạch rời cũng hỏng, hiểu chưa? Thôi được rồi, dù sao thì một năm nay các cô các cậu cũng có nhiều cống hiến cho công ty. Bây giờ mà thưởng Tết cho cô một bịch giấy vệ sinh như thế này ấy, thì mang tiếng tôi chết. Cho nên là tôi quyết định thưởng thêm cho mỗi người một bịch giấy vệ sinh nữa. Mọi người nhé. Xuống kho mà lấy. Thế nhá. Công nhận ý, sếp mình hào phóng thật. Đã thấy con chu đáo nữa chứ. Sợ nhân viên Tết ăn lắm đẩy nhiều hay sao ấy mà tặng hẳn 2 bịch giấy vệ sinh. Được rồi, để xem bà ấy không biết mình đụng trúng ai đâu. Ui, chồng bê cái gì mà nặng thế chồng? Quà Tết đấy. Quà Tết to như thế này mà đánh xịn thế? Cái gì đấy? Yêu, toàn phân bón nhỉ? Thì chả thế. Năm nay công ty thưởng Tết bằng sản phẩm thay vì tiền mặt, được chưa? Cái gì? Không một đồng nào luôn á? Sếp bảo là để tiết kiệm vốn đầu tư cho công ty, cho nên năm nay thưởng bằng sản phẩm. Nếu mà muốn kiếm tiền tiêu Tết ấy thì tự mang cái đống này này mang đi mà bán. Sếp của anh bị điên à? Ki mo bần tiện nhưng mày vừa vừa phải chứ. Học đâu ra cái tính kinh khủng như thế? Học từ em chứ học ai nữa. Em thì liên quan gì ông sếp của anh? Hâm à? Không liên quan. Thế anh hỏi em nhá. Thế có đúng ấy là em thưởng Tết cho nhân viên của em ấy bằng giấy vệ sinh tự làm không? Hả? Thì đúng, nhưng mà vẫn có chả liên quan gì cả.
chả liên quan. Không liên quan đâu. Nhưng mà trùng hợp làm sao ấy, cái cô nhân viên tên Quyên ấy, nhân viên mới công ty em ấy, lại là vợ sếp của anh ấy. Nhưng làm sao có chuyện như thế được? Ừ, đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà. Hay là tí em gửi tiền thưởng Tết cho mình cô ấy nhá. Chị, em còn định làm mất mặt anh thêm à? Thế bây giờ phải làm như nào? Làm như nào á? Bây giờ em làm ơn làm phước ấy, em đối xử tốt với nhân viên của em một chút. Em nên nhớ là anh đây này, thằng chồng em ấy cũng đi làm thuê làm mướn cho người ta đấy. Em như thế là quá tốt rồi, chả việc gì phải sửa cả. Cùng lắm em đổi về cô ta được chứ gì. Em không sợ nghiệp quật à? Chồng em cũng bị đổi việc thì sao? Chả làm sao cả. Không để anh về công ty em làm đi, hoặc là xỉn đâu chả được. Sợ cái gì? Em đúng là hết thuốc chữa rồi. Anh bê thùng phân đi đâu đấy? Chị mang đi giao bán còn gì nữa. Giao bán lấy tiền tiêu Tết. Nghỉ Tết tít quá nhờ. Các cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà mới mắc quả đến công ty hả? Chị, bọn em đi làm đúng giờ mà. Đi làm đúng giờ á? Cô biết nhìn đồng hồ không đấy? Muộn 2 phút rồi, tháng này trừ lương. Vâng, chị cứ cầm lấy tiền mà làm giàu. Bọn tôi hôm nay đến đây để nộp đơn xin nghỉ việc. Từ hôm nay tôi sẽ nghỉ việc. Lương thưởng chị cứ giữ lấy mà dùng. Nghỉ việc mà không báo trước như thế này còn phải nộp phạt đấy. Thế á, nộp phạt cũng được. Bọn tôi ấy, thà bị nộp phạt còn hơn ý. Là làm việc ở cái công ty bị chị bóc lột sức lao động một cách quá đáng như này. Đi thôi, khuất á. Hay là các cô làm hết quý này rồi nghỉ đi. Chứ bây giờ các cô mà nghỉ luôn ấy, kế hoạch kinh doanh của tôi biết tính sao. Với cả mới đầu năm nữa nhá. Với cả tôi phải tuyển nhân viên, đào tạo nữa. Thế á, thế là việc của chị. Bọn tôi không có trách nhiệm tuyển dụng giúp chị đâu. Đi rồi. Công ty thưởng bằng sản phẩm thay vì tiền mặt. Cái gì? Không có một đồng nào luôn á? Ừ, không có. Công ty tiền tao đến mày. Này nhau. Để tao. Để tao. Không có đồng. Sếp bảo là để tiền bảo đầu tư cho công ty. Tao bảo luôn. Đâu. Ok. Ơ, còn phân bón như thế này. Sếp bảo ấy là thưởng bằng sản phẩm. Tại vì công ty đang tiết kiệm vốn để đầu tư, cho nên thưởng bằng phân bón đây này. Nếu mà muốn kiếm tiền ấy thì tự mang đống phân bón này đi mà bán. Cái gì? Sếp của anh bị điên à? Hả? Học đâu ra cái tính ki bo ích kỳ bẩn tiệt như thế chứ?